Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận liên quan đến quá trình triển khai dự án khu dân cư Cồn Tân Lập, Nha Trang. Theo đó, dự án khu dân cư Cồn Tân Lập là dự án đầu tiên được tỉnh Khánh Hòa xem xét, đồng ý cho gia hạn 12 tháng để nhà đầu tư khắc phục việc chậm tiến độ, làm cơ sở để triển khai thủ tục điều chỉnh chấp thuận đầu tư theo luật đầu tư. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu cơ quan chức năng hoàn thành thủ tục để thực hiện cưỡng chế 3 hộ dân đã có quyết định cưỡng chế, thực hiện thủ tục phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 39 trường hợp nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án. Trong đó cần xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó xác định rõ từng bước công việc, thời gian hoàn thành. Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng ngày 1 tháng 7, tại khu vực dự án này, các phương tiện cơ giới, công nhân đang thi công một số hạng mục, nhiều khối nhà được xây lên với độ cao từ 3 đến 4 tầng và đang được tiếp tục thi công. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác minh, điều tra vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình thu hồi đất và giao đất để thực hiện dự án khu dân cư Cồn Tân Lập. Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cần cung cấp các hồ sơ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, hồ sơ về nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiến độ thực hiện dự án, xử lý sai phạm. Đồng thời, Sở phải làm rõ quá trình triển khai thực hiện dự án có vi phạm về đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường hay không. Danh sách các cá nhân liên quan đến việc tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện.